Dũng xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha Và mình là Phương, người sẽ đồng hành với các bạn trong suốt học các ba này Như vậy chúng ta đã trải qua 7 đề thi thử mà mình đã cung cấp cho các bạn Thì không biết là các bạn đã làm được tới đâu và đã nắm vững được một số những cái dạng toán mà mình đã chia sẻ cho các bạn trong 7 số vừa qua hay chưa Và trong chuyên mục giải đề thi ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn đề thi số 8 nhé Và link đề tài đề thi số 8 này mình vẫn để ở dưới phần mô tả video này Các bạn hãy cố gắng tải về và làm thử nhé Đáp án mình sẽ công bố vào cuối tuần và trong bài giảng ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục chọn cho các bạn một câu liên quan tới phần cực trị trong hình học không gian vector. Có lẽ đây là một dạng toán mà mình đã chia sẻ cho các bạn cũng khá nhiều qua một vài video rồi. Tuy nhiên cái phương pháp mà mình dùng trong bài toán ngày hôm nay là một phương pháp khá đặc biệt, đó là phương pháp sử dụng bất đẳng thức trong tam giác. Nào không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy bắt đầu vào nội dung của bài ngày hôm nay nhé. Và trước khi đi vào nội dung của bài ngày hôm nay thì nếu như bạn vẫn còn đang theo dõi video này thì đừng tiếc cho mình một nút like nha. Đồng thời nếu lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình thì đừng quên bấm vào nút đăng ký và bấm chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại Zoomast TV. Câu số 47. Trong không gian hệ trục Oxyz, cho mặt phẳng P có phương trình x y z 1 0 và hai điểm A tọa độ là 1 3 0, điểm B tọa độ 5 1 2. Điểm M có tọa độ là ABC thuộc mặt phẳng P Sao cho trị tuyệt đối của MA trừ MB đạt giá trị lớn nhất Tính giá trị của A nhân B nhân C Đáp án A là 12 Đáp án B là 24 Đáp án C là trừ 24 Và đáp án D là 1 Các bạn biết đấy mặt phẳng P thì chia không gian của mình thành hai miền Đó là miền âm và miền dương Như vậy điều đầu tiên mà các bạn cần phải làm của bài toán này đó là các bạn cần phải xác định vị trí của điểm A và điểm B xem nó nằm ở vị trí như thế nào so với mặt phẳng P cụ thể ở đây điểm A điểm B thì có thể là nằm ở cùng phía với mặt phẳng P hoặc là điểm A điểm B nằm khác phía so với mặt phẳng P như vậy để biết được điểm AB nằm cùng phía hay khác phía đối với mặt phẳng P thì các bạn chỉ việc lấy tọa độ của điểm A và điểm B thay vào phía trái của mặt phẳng P là xong cụ thể ở đây ta thấy điểm A vào với trái của phương trình mặt phẳng P thì ta sẽ có được là 1 3 cộng 0 1 bằng là 3 như vậy nhỏ hơn 0 Điều này có nghĩa là điểm A sẽ nằm ở miền âm của mặt phẳng P Ở đây ta có thể quy ước là miền âm của mặt phẳng P nằm ở phía dưới của mặt phẳng P Tương tự như vậy thì ta thế tọa độ điểm B vào mặt phẳng P Thì ta sẽ có được là 5 trừ 1 trừ 2 trừ 1 và bằng 1 Như vậy nó sẽ lớn hơn 0 Điều này có nghĩa là điểm B sẽ nằm ở miền dương của mặt phẳng P Như vậy ta thấy rõ ràng là hai điểm AB nó sẽ nằm khác phía đối với mặt phẳng P thì đây chính là điều đầu tiên mà các bạn cần phải làm Trong trường hợp mà điểm A và điểm B mà nằm khác phía Đối với mặt phẳng P Thì các bạn sẽ cần phải làm thêm một bước nữa Đó là các bạn sẽ đi gọi một cái điểm A phẩy Là điểm đối xứng với điểm A qua mặt phẳng P Và các bạn cần phải đi xác định được tọa độ của điểm A phẩy Để xác định tọa độ của điểm A phẩy thì các bạn sẽ cần đi tìm tọa độ điểm H là xong. Trong đó H là chân đường vuông góc hạ từ A xuống mặt phẳng P thì cái phương pháp mà tìm tọa độ hình chiếu của điểm A xuống mặt phẳng P thì mình đã nói khá nhiều trong các video lần trước và có lẽ là các bạn cũng đã nắm rất là vững rồi đúng không? Đầu tiên là các bạn đi viết phương trình đường thẳng AH. Sau đó các bạn đi tìm điểm giao của đường thẳng AH với mặt phẳng P là xong. Ở bước này thì các bạn sẽ cố gắng đi làm thật nhanh nhé. Thì như vậy AH sẽ có vectơ chỉ phương u sẽ chính là vectơ NP và có tọa độ là 111 điểm A mình sẽ lấy điểm A là điểm thuộc như vậy phương trình AH của mình sẽ là x bằng 1 cộng t y bằng trừ 3 cộng t và z bằng t sau đó các bạn chỉ việc lấy cái phương trình của đường thẳng AH này các bạn thay vào phương trình mặt phẳng P thôi thì ta sẽ có được là 1 cộng t trừ cho 3 cộng t cộng cho t trừ 1 bằng 0 và giải ra ta sẽ có được là t bằng 1 lúc này ta lại thế ngược lại vào phương trình AH thì ta sẽ có được là x bằng 2 y bằng trừ 2 và z bằng 1 và đây cũng chính là tọa độ của điểm H. Như vậy điểm H của mình sẽ có tọa độ là 2 trừ 2 trừ 1. Và do H là trung điểm của A', A nên ta sẽ có tọa độ của điểm A' phẩy sẽ bằng là 2 lần tọa độ điểm H trừ cho điểm A. Như vậy từ đây ta suy ra được là điểm A' phẩy sẽ có tọa độ là 3 trừ 1, 2. Từ đây ta sẽ có được cái biểu thức S của mình là bằng trị tuyệt đối của MA trừ MB và bằng là trị tuyệt đối của MA phẩy trừ MB. Đến lúc này thì các bạn xét tam giác A phẩy MB thì các bạn sẽ có được bất đẳng thức trong tam giác. Đó là trong một tam giác thì hiệu của hai cạnh thì luôn luôn nhỏ hơn cạnh thứ ba. Như vậy lúc này chúng ta sẽ có được là trị tuyệt đối của MA phẩy trừ MB sẽ nhỏ hơn hoặc bằng là A phẩy B. Và mặc dù chúng ta sử dụng đẳng thức tam giác nhưng ở đây dấu bằng vẫn có thể xảy ra được nhé các bạn. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi là M A phẩy B là thẳng hàng Tức là điều này có nghĩa là M chính là giao điểm của A phẩy B giao với mặt phẳng P Thì đến đây thì khá dễ dàng rồi Để đi tìm tọa độ điểm M thì chúng ta chỉ cần là đi viết phương trình A phẩy B Và sau đó là chúng ta sẽ tìm tọa độ điểm giao với mặt phẳng P là xong Ở đây chúng ta sẽ viết nhanh cái phương trình đường thẳng A phẩy B nhé Ở đây vector A phẩy B của mình sẽ có tọa độ là Trừ 2, 0, 4 ta lấy trừ 2 ra ngoài như vậy bên trong sẽ còn là 1 0 trừ 2 và chúng ta sẽ chọn ngay cái tọa độ 1 0 trừ 2 này chính là vector chỉ phương của đường thẳng A phẩy B còn điểm thuộc thì chúng ta sẽ lấy điểm B là điểm thuộc luôn nhé lúc này ta sẽ có được cái phương trình đường thẳng A phẩy B của mình sẽ là x bằng 5 cộng t y bằng trừ 1 và z bằng là trừ 2 trừ t và lúc này chúng ta lại tiếp tục lấy cái tọa độ x, y, z này chúng ta thay vào phương trình mặt phẳng P thì ta sẽ có được là 5 cộng t, trừ cho 1, trừ cho 2, trừ cho 2t, trừ cho 1 bằng 0. Và chúng ta cũng sẽ giải ra được là t bằng 1. Và với t bằng 1 này chúng ta lại thay ngược trở lại vào cái phương trình của A,B. Thì ta sẽ có được là uh, x sẽ bằng là 6, y bằng trừ 1 và z bằng trừ 4. Và đây cũng chính là tọa độ của điểm M. Như vậy lúc này chúng ta sẽ có được là A sẽ bằng 6, B bằng trừ 1 và C bằng trừ 4 Và tích của A nhân B nhân C của mình sẽ bằng là 24 Và chúng ta chọn đáp án là B Thì các bạn biết đấy Bằng một thủ thuật nho nhỏ sử dụng phương pháp bất đẳng thức trong tam giác Thì chúng ta hoàn toàn đã có thể làm được bài này một cách là dễ dàng Và các bạn lưu ý rằng là nếu như trong trường hợp mà các bạn xét vị trí của AB Mà nếu như chúng đã cùng phía với nhau rồi Thì các bạn sẽ không cần phải làm cái bước mà lấy điểm đối xứng nữa nhé và cuối cùng thì mình cũng sẽ nói lại cho các bạn về cái bất đẳng thức tam giác nhé ở đây cụ thể là mình sẽ cho tam giác abc trong đó thì ab của mình bằng a nhỏ ac của mình thì bằng b nhỏ và bc của mình thì bằng c nhỏ thì lúc này chúng ta sẽ có được là a cộng b thì sẽ lớn bằng c và trị tuyệt đối của a trừ b thì sẽ nhỏ bằng c ở đây trong thực tế thì nó sẽ không xảy ra dấu bằng đâu tuy nhiên thì mình vẫn xét trường hợp dấu bằng đó là khi mà cái điểm a lớn của mình nó sẽ nằm ở trên cái đường thẳng bc luôn Tức là lúc này nó sẽ không hình thành tam giác nữa nhé các bạn Đó Thì ở đây mình tạm gọi là bất đẳng thức tam giác thôi Nhưng mà trên thực tế là nếu mà là bất đẳng thức tam giác chính xác của nó Thì sẽ không xảy ra dấu bằng Ok Như vậy thì mình đã chia sẻ cho các bạn được một cái phương pháp rất là hay Cho bài toán cực trị trong không gian Và nếu như bạn vẫn còn đang theo dõi video này Thì đừng tiếc cho mình một like ngay nha Để mình có thêm nhiều động lực làm video thêm cho các bạn Cuối cùng, nếu như lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình thì đừng quên bấm nút đăng ký và bấm chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại Zoomat TV. Mến chào và chúc các bạn một ngày học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài giảng tiếp theo cũng trong đề thi số 8 này nhé. Bye bye.